biến nhà thành chùa có những hành vi loạn luân đưa ra thông tin gian dối về nuôi trẻ mồ côi mà thực chất là con cháu những việc này đã xảy ra tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc 64 tuổi quê An Giang ở ấp Lập Thành xã Hòa Khánh Tây huyện Đức Hòa tỉnh Long An đây là tụ điểm từng có tên Tịnh Thất Bồng Lai sau này mang tên Thiền An bên bờ vũ trụ các hoạt động hành vi trái pháp luật diễn ra tại đây đến nay đã dần được công an tỉnh Long An làm sáng tỏ Điểm mấu chốt là tất cả các hành vi diễn biến nói trên đều phục vụ cho hoạt động lừa đảo từ thiện. Mới đây nhất, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can Lê Thành Nhất Nguyên, 33 tuổi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nguyên là một trong những người hoạt động lừa đảo từ thiện tích cực nhất. Trước đó, cuối năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tụ điểm tự xưng tỉnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, tổ chức. Sau đó, vụ án được tạm đình chỉ khi hết thời hạn, chờ kết quả giám định. Tới đầu tháng 7 vừa qua, cơ quan chức năng đã phục hồi điều tra vụ án. Vậy hoạt động lừa đảo tại tụ điểm gây ồn ào này diễn ra như thế nào? Tinh vi ra sao? Điều gian dối đầu tiên phải kể đến là hộ gia đình bà Cao Thị Cúc đã biến thành chùa, giữa nhà có am thờ như tránh điện của tu viện Phật giáo. Những thành viên sống trong gia đình bà Cúc đều cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư và tự xưng là sư thầy, sư cô. Họ tổ chức sinh hoạt như ở một tu viện Phật giáo. Những người này sản xuất nhiều clip đăng tải trên mạng xã hội, trong đó có những lời nói tự nhận là chùa, tịnh thất của giáo hội. Riêng về ông Lê Tùng Vân, phía xã hội Phật giáo Việt Nam đã xác định chưa từng xuất gia, chưa bao giờ thọ giới sa di hay tỷ kheo. Tuy nhiên, ông này tự phong là trụ trì hòa thượng Đại Đức Thích Tâm Đức hay thầy ông nội và ông Vân đã công khai làm lễ xuất gia cho các Phật tử khác. Các nhóm clip do nhóm tịnh thất bồng lai sản xuất đưa lên mạng xã hội còn dẫn dắt người khác tin đây là chùa, tôn vinh ông Lê Tùng Vân là Phật sống. Những đứa trẻ sống tại tỉnh Thất Bồng Lai được gọi là chú tiểu, thậm chí trên các clip ở mạng xã hội hay sóng truyền hình, các bé được giới thiệu là trẻ mồ côi mà chùa nhận nuôi. Nhưng thực tế, những đứa trẻ này đang sống cùng mẹ ruột, chúng được hướng dẫn để xưng hô cho các đi nhằm che giấu bản chất là mẹ con. Trong các giấy tờ cơ bản của những đứa trẻ chỉ có tên mẹ để nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai thực hiện ý đồ lừa đảo. Ngoài ra, ở tỉnh Thất Bồng Lai còn xảy ra chuyện loạn luân. Đây là vụ án đã được Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành điều tra, giám định ADN kỹ lưỡng. 3 tháng trước, cơ quan chức năng đã khởi tố ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân. Theo hồ sơ, những năm 1990, ông Lê Tùng Vân từng lập ra tụ điểm có tên trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức, đóng tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi này được giới thiệu là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa và từ đó các nguồn tiền cũng như vật chất từ thiện khắp nơi đổ về. Khoảng năm 2007, trại dưỡng lão cô Nhi Thánh Đức bị để ý vì hoạt động không phép và bị tố cáo có hành vi bạo hành trẻ em, bạo nhận trẻ mồ côi để lừa từ thiện. Các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh nhưng chưa có chứng cứ, sau đó cơ sở này đã bị dẹp bỏ. Gần 10 năm sau, ông Lê Tùng Vân lại xuất hiện tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc với cơ sở có tên Tịnh Thất Bồng Lai. So với trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức, Tịnh Thất Bồng Lai là dạng bình mới sự cũ, cũng để lừa đảo từ thiện. Tuy nhiên, với sự tiếp tay của mạng xã hội, chuyện lừa đảo càng tinh vi, bài bản hơn. Kịch bản đáng nể nhất là lần lượt nhiều cá nhân tại tỉnh Thất Bồng Lai xuất hiện trên sóng truyền hình với trang phục tu hành, tự nhận là trẻ mồ côi, được thầy ông nội nuôi dưỡng. Sự dễ dãi của game show đã tiếp tay cho họ tạo dựng hình ảnh cá nhân, làm lai động nhiều trái tim khán giả, đặc biệt là với năm đứa trẻ đạt giải cao khi tham gia hai mùa chương trình Thách thức danh hài. Cũng từ đó, tiền và kiện vật từ thiện của những nhà hảo tâm trong và ngoài nước đổ về tỉnh Thất Bồng Lai. Không chỉ lên TV, những cá nhân ở tụ điểm tỉnh Thất Bồng Lai đã đề ra hàng loạt kênh YouTube như Năm Chú Tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, Hoàn Nguyên, Thiền Am bên bờ vũ trụ, Lê Thanh Huyệt Trân Official hay hàng loạt các trang Facebook cá nhân, fanpage có tên tương tự. Tất cả các kênh tài khoản mạng xã hội nói trên đều có mục đích tiếp nhận từ thiện. Trên các trang mạng xã hội, ở phần giới thiệu luôn kêu gọi quyên góp từ thiện với hai số tài khoản của cá nhân Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên, thậm chí có thông tin liên hệ để quảng cáo. Các cá nhân ở tỉnh Thất Bồng Lai chăm chỉ tạo ra những kịch bản chủ yếu xung quanh năm chú tiểu để sản xuất video clip. Những clip này được đăng tải trên các nền tảng để tìm kiếm sự thương xót của cộng đồng, từ đó thu nhận tiền và hiện vật giúp đỡ. Lê Thanh Nhất Nguyên là một trong những người tiếp nhận các khoản tiền từ thiện qua tài khoản cá nhân hoặc trực tiếp. Đến nay, Công an tỉnh Long An đã làm rõ về nội dung tố cáo đối với Nhất Nguyên và khởi tố để điều tra tuy nhiên ngoài nhất nguyên còn có nhiều người khác tham gia lừa đảo hiện công an tỉnh tiếp tục đề nghị những người bị các cá nhân sống tại tỉnh thất bồng lai lừa đảo sớm liên hệ trình báo cung cấp thông tin để phục vụ công tác mở rộng điều tra Ngày 9 tháng 7, tại trại tạm giam B34, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên, 33 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ở tỉnh Thất Bồng Lai, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An phê chuẩn. Trước đó, vào ngày 2 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nơi tự xưng là tỉnh Thất Bóng Lai, nay đổi tên thành Thiên Am bên bờ vũ trụ. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại về những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An có đủ chứng cứ xác định Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án đã tuyên phạt Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định. Sau khi ông Lê Tùng Vân bị cơ quan chức năng khởi tố vì tội loạn luân, hàng loạt góc khuất trong nơi gọi là tịnh thất Bồng Lai được dư luận khui lại. Trong đó không thể không kể đến mớ bong bong mối quan hệ giữa những người sống tại đây. Vừa qua, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ đoạn clip bàn về những góc khuất trong tịnh thất Bồng Lai, còn gọi là Thiên Am bên bờ vũ trụ. Vấn đề nổi cộng được nhắc đến lần này là chuyện trung trạm phụ nữ và tội danh loạn luân của ông Lê Tùng Vân trong một clip gần đây người tự xưng là con trai ông lê tùng vân là lê thanh minh tùng đã đưa ra những thông tin khá nhạy cảm theo minh tùng ở trong gia đình anh tình trạng dùng chung vợ diễn ra thường xuyên và được xem như điều bình thường ngoài ra con trai thấy ông nội còn tố cáo bố ruột mình có hành vi không đương đắn với hai người con gái là lê thanh kỳ duyên và lê thanh huyền trang lê thanh minh tùng nói lê thanh huyền trang đẻ hai đứa đẻ đứa đầu tiên bị mất lê tùng vân tiếp tục quan hệ bắt đẻ thêm đứa thứ hai còn Kỳ Duyên thì mình nghe phong phanh là ba đứa nhưng mất đứa. Thông tin này mình không kiểm chứng xác định. Riêng chỉ Lê Thanh Huyền Trang mình chắc chắn là 100%. Tuy nhiên tất cả chỉ là chia sẻ của cá nhân Lê Thanh Minh Tùng. Người đàn ông này cũng chưa đưa ra được bằng chứng xác thực lời mình nói. Sự thật ra sao thì chỉ có cơ quan chức năng mới làm rõ được. Đây không phải là lần đầu tiên Lê Thanh Minh Tùng có chia sẻ gây sốc về Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai. Trước đó, trong một buổi live stream vào tháng 10 năm 2021, Lê Thanh Minh Tùng cho biết mình là con trai của Lê Tùng Vân. Người đàn ông này vô cùng bức xúc, tố cáo bố ruột, loạn luân, lừa đảo tiền từ thiện, có nhiều hành vi trái luân thường đạo lý. Ngay sau đó, phía Lê Tùng Vân đã lên tiếng phủ nhận quan hệ huyết thống với Lê Thanh Minh Tùng. Tuy nhiên, khi được thách đố xét nghiệm ADN, ông Lê Tùng Vân bỗng im áng và không thực hiện. Về phần Lê Thanh Minh Tùng, anh này thường xuyên đưa ra nhận định, chia sẻ về tỉnh thất bồng lai gần đây nghe tin thầy ông nội bị khởi tố tội loạn luân minh tùng chia sẻ trên trang cá nhân là không chọn được nơi sinh ra đành chấp nhận có người cha như vậy thôi Trước đó vào ngày 20 tháng 4 năm 2022, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My, 25 tuổi, nguyên quán Quảng Ngãi, đăng ký thường trú ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Võ Thị Diễm My cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy tìm vào ngày 1 tháng 5 năm 2021 do có liên quan đến vụ án vu khống. Người tố giác Diễm My vu khống là ông Võ Văn Thắng, cha ruột của Diễm My. Ông Thắng tố giác Võ Thị Diễm My vu khống bản thân ông trong khi Diễm My bỏ nhà đến ở cùng với nhóm người của ông Lê Tùng Vân tại nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai. Đến nay, những người bị công an tỉnh Long An và công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hoạt động phạm pháp xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai vẫn chưa đến công an làm việc và cũng không ai rõ những người này đang ở đâu. Hiện nay, công an tỉnh Long An đang trong quá trình điều tra hai hành vi hình sự theo đơn tố giác của nhiều tổ chức cá nhân liên quan đến tỉnh thất Bồng Lai, đó là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân. Ngày 5 tháng 5, theo thông tin từ cơ quan an ninh điều tra, an ninh điều tra, công an tỉnh Long An, đơn vị này ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai. Lê Thanh Kỳ Duyên bị công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Theo quyết định này, Duyên là con của ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, và bà Lê Thu Vân, 67 tuổi. Duyên là người liên quan trong vụ án loạn luân mà công an đã khởi tố vào ngày 19 tháng 4. Hiện Duyên chưa rõ ở đâu nên công an tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An thông báo những ai biết thông tin về người bị truy tìm là Lê Thanh Kỳ Duyên thì báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An. Địa chỉ: 76 Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, Long An. Điện thoại: 0693609113 hoặc 0842728599. Điều tra viên Trần Minh Hoàng. Hôm 19 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Tùng Vân để điều tra về hành vi loạn luân. Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của Lê Tùng Vân, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Cơ quan công an tiếp tục điều tra, lãm rõ vụ án. Mới đây, thông tin ông Lê Tùng Vân là chủ cơ sở thờ tự tại tỉnh Thất Bồng Lai, này là thiên am bên bờ vũ trụ, bị khởi tố loạt tội danh, đã nhận về sự quan tâm lớn. Đặc biệt, theo tiết lộ ban đầu từ cơ quan chức năng, ADN của thầy ông nội trùng khớp với một số người đang sống trong tỉnh Thất. Đến đây, nhiều người tò mò về mối quan hệ đặc biệt của ông Vân với những người này ngoài ra dân mạng cũng đang ngóng chờ thông tin về cô gái tên là Diễm My sinh năm 1999 sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh từng có khoảng thời gian tu tập tại tỉnh thất bồng lai bởi sau khi quyết định đến đây quy y gia đình của My đã mất liên lạc với con gái bố mẹ cô gái đã sử dụng các nguồn từ công an youtuber thám tử vân vân trao thưởng một tỷ cho ai tìm được con nhưng kết quả nhận về đều vô vọng hiện một bộ phận dân mạng đang rất tò mò về việc vì sao Diễm My lại quen và nhất quyết bỏ gia đình đến chỗ ông Lê Tùng Vân tu tập để rồi không rõ tung tích. Trước đó xuất hiện tại một sự kiện ở Bình Dương, chị họ của Diễm My từng lộ diện. Cô gái này đã kể về quá trình mình và em họ gặp Huyền Trân là thí sinh The Void Cô gái này cho hay khi mới quen không biết Huyền Trân là người đến từ tỉnh Thất Bồng Lai mà chỉ biết cô là thí sinh của The Void Khi thấy Huyền Trân tham gia The Void mình đã hâm mộ em ấy. Ngoài giọng hát, chính hoàn cảnh mồ côi không cha không mẹ của Trân khiến mình cảm mến. Sau này nhân chuyến từ thiện tại Vũng Tàu vào tháng 4 năm 2019 có sự góp mặt của Huyền Trân nên mình mới rủ mi đi cùng. Bởi em họ mình là người sống nội tâm ít tiếp xúc với mọi người nên muốn em ra ngoài khơi khỏa người này kể. Kết thúc chuyến từ thiện cả hai chị em được mời về tỉnh thất bồng lai chơi. Tại đây họ có cuộc trò chuyện vài tiếng với ông Lê Tùng Vân. Sau đó vì bận việc học và đi làm nên cô gái này không quay lại tỉnh thất nữa. Về phía Diễm My, trên mạng xã hội từng xuất hiện clip cô đến tỉnh Thất Bồng Lai để tu tập và được thầy ông nội đặt cho biệt danh là Ngọc Tiên. Mặc dù bố mẹ nhiều lần dùng các biện pháp khác nhau để thuyết phục con gái về nhà nhưng không có hiệu quả. Thậm chí khi báo đài đăng tin tức về tỉnh Thất Bồng Lai là một cơ sở có dấu hiệu lừa đảo phạm pháp, Diễm My từng cho rằng chính bố mẹ là người đứng sau nói xấu tỉnh Thất. Khi ấy, cô gái trẻ còn đòi đoạn tuyệt huyết thống nếu bố mẹ còn ngăn cản mình xuất ra. Sau này không hiểu vì lý do gì, Diễm My được cho là đã rời tịnh thất. Gia đình cũng mất tin con kể từ đó. Trước đó trả lời trên báo chí, một tu sĩ của tỉnh Thất Bồng Lai từng lên tiếng xác nhận Diễm My có khoảng thời gian tu tập tại đây. Tuy nhiên cô gái này chỉ ở đó một thời gian rồi rời đi. Mới đây, một số diễn đàn xuất hiện thông tin đã tìm được Diễm My và một đứa trẻ trong hầm bí mật của tỉnh Thất. Họ còn đồn rằng cô gái trẻ 23 tuổi đã sinh con với thầy ông nội. Tuy nhiên trao đổi với báo chí trong đêm ngày 6 tháng 1, bà Đoàn Thị Tuyết Mai, là mẹ ruột của Diễm My thông báo lại rằng hiện vẫn chưa tìm thấy con gái. Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Diễm My, người ta gọi điện tới nhưng cuối cùng chúng tôi không liên lạc được, đây không phải là cuộc gọi từ cơ quan chức năng, hiện tại gia đình tôi vẫn đang đợi thông tin từ chính quyền, bà Mai cho hay. Những tình tiết liên quan đến vụ án tại tỉnh Thất Bồng Lai vẫn đang được dư luận đặc biệt quan tâm khi những bí ẩn vẫn chưa được giải mã hết. Theo đó mới đây, Công an tỉnh Long An đang phát thông báo truy tìm 5 người liên quan đến vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, bao gồm Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh năm 1993, ngụ huyện Đức Hòa, Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, ngụ quận Bình Tân và ba luật sư lần lượt là Nguyễn Văn Miếng, 57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ quận 6, Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói, Lê Thanh Kỳ Duyên bị công an truy tìm để điều tra về tội loạn luân. Có thể nói Lê Thanh Kỳ Duyên là mắt xích quan trọng của vụ án này. Đằng sau cái tên Lê Thanh Kỳ Duyên ẩn chứa nhiều bí mật rúng động của tỉnh Thất Bồng Lai. Theo đó, trước đây, Lê Thanh Kỳ Duyên sống với danh phận là trẻ mồ côi, từ nhỏ được ông Lê Tùng Vân mang về nuôi tại trại dưỡng lão cô Nhi Thánh Đức. Đến năm 2015, cô theo Lê Tùng Vân cùng hơn 10 người khác đến sống tại hộ bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây cũng chính là tỉnh Thất Bồng Lai được thành lập về sau này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã xác định Kỳ Duyên là con ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân qua xét nghiệm ADN và không thuộc diện mồ côi. Đáng nói, Kỳ Duyên cũng có hai con là MN và PV. Trích lịch khai sinh hai bé MN và PV đều đứng tên mẹ là Kỳ Duyên, không có cha. Khi đến tỉnh Thất Bồng Lai, ngày 24 tháng 4, làm việc với Lê Thanh Kỳ Duyên vào ngày 24 tháng 4, người này đã rời bỏ nơi cư trú đến ngày 5 tháng 5, thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên đã được Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An phát đi. Cụ thể, trong quyết định nêu rõ, Lê Thanh Kỳ Duyên là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Được cơ quan chức năng xác định là con ruột của ông Lê Tuồng Vân cũng như bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân, Lê Thanh Kỳ Duyên là một mắt xích vô cùng quan trọng trong quá trình vén màn những bí ẩn đằng sau cánh cửa của tỉnh Thất Bồng Lai. Cho đến thời điểm hiện tại, cô là người con gái duy nhất của Lê Tùng Vân đang bị cơ quan chức năng truy tìm để phục vụ cho công tác điều tra. Là người theo ông Lê Tùng Vân từ khi còn nhỏ, chưa vào tỉnh Thất Bồng Lai, Lê Thanh Kỳ Duyên có lẽ là một trong những người thân cận nhất của thầy ông nội, nắm giữ nhiều bí mật quan trọng, mở ra sự thật đằng sau và có vai trò quan trọng trong điều tra vụ án loạn luân ở cơ sở này. Cũng liên quan đến nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai, ngày 31 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm 3 người hành nghề luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, gồm ông Nguyễn Văn Miếng, 57 tuổi, ngụ phương Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, ông Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ phương 9, quận 6, và ông Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ phương 15, quận Phú Nhuận, cùng thành phố Hồ Chí Minh. Đây là 3 trong 5 luật sư tham gia bảo chữa cho 6 bị cáo trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai. Về nguyên nhân truy tìm 3 người này, theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An, các luật sư kể trên có liên quan trong thông báo về tội phạm của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an. Cụ thể theo A05, ba luật sư này đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự hiện hành. Các nội dung phát tán có liên quan đến các vụ án xảy ra tại nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai thực hiện theo thủ tục tố tụng hình sự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã phát thư mời triệu tập các luật sư liên quan đến vụ tỉnh thất bồng lai nhiều lần nhưng những người bị triệu tập không đến làm việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an phối hợp với công an phường nơi cư trú của ba luật sư trên đã xác định họ không có mặt tại địa phương đi đâu làm gì không rõ và không liên lạc được Liên quan đến nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai, ngày 6 tháng 5, tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định và đang trong quá trình truy tìm 5 người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trong đó, người mới nhất bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm là Lê Thanh Kỳ Duyên, nữ, 31 tuổi. Lê Thanh Kỳ Duyên bị truy tìm do tình nghi đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án loạn luân mà ngày 19 tháng 4, cơ quan này đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai. Mặc dù trong lý lịch tư pháp, Lê Thanh Kỳ Duyên tự đăng ký với ngành chức năng tỉnh Long An không xác định được người cha, nhưng dựa vào bằng chứng khoa học về di truyền tại kết quả giám định ADN đối với Kỳ Duyên và 26 người khác trong tỉnh Thất Bồng Lai, thì bà Kỳ Duyên là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân. Lê Thanh Kỳ Duyên có hai người con trai và trong giấy khai sinh của hai người con trai này cũng không xác định tên người cha. Trong quá trình điều tra vụ án loạn luân, ngày 24 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đến làm việc với Lê Thanh Kỳ Duyên tại nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, Lê Thanh Kỳ Duyên đã ra khỏi tỉnh Thất Bồng Lai từ trước đó và không ai biết người này đã đi đâu nên Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Thời điểm cuối năm 2021, đời sống của thầy ông nội Lê Tùng Vân và các đệ tử không còn được công khai rộng rãi sau quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tỉnh Thất Bóng Lây, Thiên Am bên bờ vũ trụ. Người ta chỉ thấy thỉnh thoảng bóng dáng của ông Lê Tùng Vân vẫn xuất hiện trong một số đoạn clip của tu sĩ Nhị Nguyên ghi lại và đăng tải lên YouTube với bộ dạng mệt mỏi suy nhược vì độ tuổi gần đất xa trời. Tuy nhiên vào đầu năm 2022, trên các trang mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip với chất lượng mờ tịt, ghi lại cảnh người đàn ông mặc bộ quần áo nâu giống nhà sư đang vô cùng tức giận gào thét, cầm xà beng múa võ trước nhiều người xung quanh, đã thu hút được sự quan tâm tò mò của đông đảo dư luận. Thậm chí danh tính của người đàn ông trong đoạn clip còn được cư dân mạng đoán mò là thầy ông nội Lê Tùng Vân vì không tìm thấy Diễm My nên đã phẫn nộ đập phá nhà cửa. Mới đây, khi vụ án có những diễn biến mới thì đoạn clip này có dấu hiệu thu hút nhiều người quan tâm trở lại. Chính vì chất lượng mờ ảo của video nên cũng có nhiều người nghi ngờ độ xác thực của video này. Một phần là do ông Lê Tùng Vân, dù được tại ngoại nhưng tuổi cao sức yếu, không thể cầm xa beng mà múa võ khỏe như vậy được. Trước loạt đồn đoán của dân tình, thực tế khi đi vào tìm hiểu cho thấy đoạn clip trên đã bị cắt ghép chỉnh sửa từ đoạn clip gốc trên mạng xã hội từ tháng 12 năm 2021. Người đàn ông cầm xà beng múa võ ra oai ở trong nhóm giả dư không phải là ông Lê Tùng Vân. Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai với chủ hộ nên người đàn ông trong clip đã thể hiện hành động dọa dẫm, Do đó, đoạn clip mà dư luận đồn thổi là ông Lê Tùng Vân cầm xà beng, múa võ đập phá nhà vì không tìm thấy Diễm My là hoàn toàn sai sự thật. Hiện tại, tung tích của cô gái tên là Diễm My có liên quan đến vụ án ở tỉnh Thất Bồng Lai vẫn còn là một ẩn số, chưa có lời giải. Từ đó, có rất nhiều người chỉnh sửa biên tập các đoạn clip có chất lượng kém, hình ảnh chưa xác thực để câu like, câu view khiến người dùng hiểu nhầm. Vì vậy trước hàng loạt tin đồn trái chiều, chúng ta cần tỉnh táo chọn lọc thông tin ở các trang báo chính thống uy tín để tránh hậu quả khôn lường. Về vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 vừa qua, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ở nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai, tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An để điều tra về hành vi loạn luân tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên ông lê tùng vân được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra